Chào mừng quý anh chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi review và khui hộp cho bạn cái sản phẩm mẫu LED mới của năm 2020 và sản phẩm này mình thấy khá là hấp dẫn về cái độ sáng cũng như là cách thức lắp đặt của nó cực kỳ là đơn giản và dễ lắp, và đặc biệt là những cái chiếc xe gym, xe way đời cũ lắp những cái bóng này cực kỳ là ok. Và những cái chiếc xe gym ấy, đặc biệt là gym Thái, khi mà lựa chọn những cái giải bóng LED mà có đuôi cong như thế này thì các bạn hay bị tình trạng là bị cấn ở cái mặt đồng hồ hoặc là cái ghi đông và cái bóng đèn này. Thì cái sản phẩm này nó sẽ là một cái sự lựa chọn và một cái sự thay thế hoàn toàn phù hợp đối với lại những cái sản phẩm mà sử dụng cái phần lưới tản nhiệt hay còn gọi là cái lưới đuôi cong ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào xăm soi và khui hộp cái sản phẩm này xem em nó như thế nào. Chúng ta đang có hai cái sản phẩm ở đây thì hình thức nó sẽ là giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về một xíu cơ cấu. Và bây giờ là mình sẽ đi khui hộp cả hai sản phẩm này. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá xem là cái hình thức in ấn bao bì của nó sẽ là ra sao. Ở đây nó sẽ là có một cái bánh răng có cái chữ ánh sáng ở đây, nhìn cũng khá là đẹp và bắt mắt. Và cái hình của cái bóng LED của chúng ta nó sẽ là như thế này. Cái bóng này nó là thương hiệu của Uninet. Đó, và bên hông của chúng ta họ sẽ in cho chúng ta một số các cái thông số điển hình ở đây. Ví dụ nhà mẫu này là dành cho Dream này, Headlamp này, Dream Lab, AC trên DC, giải volt từ 6 cho đến 50V, công suất là 15 cho đến 35W, nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam. Đó. Thì clip trước thì mình có chia sẻ một số các loại mà từ hàng xóm Trung Quốc thì có nhiều anh em không thích lắm. Và cái này thì đây là mặt chiếc này. Ở đây là cái thương hiệu ánh sáng logo của người ta, nhìn cũng khá là đẹp và bắt mắt. Motorcycle, headlight. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ có một cái bóng LED có cái mã là G6. Bóng này là bóng G6 anh em nhé. Và tương tự ở đây thì mình cũng có một cái mẫu bóng G6 có chữ là VKS. Đây là cái model này là dành cho những cái chiếc WS này. Đặc trưng của những cái chiếc WS nó sẽ là sử dụng chân H4. Còn đây nó sẽ là sử dụng cho Dream, là mẫu này là dành cho chân T19 hoặc là M5 anh em nhé. Ở trên cái bao bì này nó cũng có hai cái màu khác nhau. Đó, thì ở đây họ ghi là Dream, Alpha hoặc là WS, hoặc là tất chân H4 đều sử dụng được cái bóng này cho các loại xe. Rồi chúng ta sẽ đi vào khui hộp em nó ra. Và đây sẽ là cái sản phẩm của chúng ta. Đó, thì cái sản phẩm này thì mình thấy là cái giá thành của nó cũng tương đối là cao so với lại những cái bóng như dạng BMA, nhưng mà họ đóng hộp cho chúng ta khá là buồn cười, ở trong không có cái phần chống sốc luôn. Rồi đây là hình thức của em nó. Và bây giờ là mình sẽ khui cái mẫu dành cho WS ở đây ra. Đó, ở trong nó chả có gì cả. À, cái phên này nó lại có thêm cái phần xốp để bảo vệ cái bóng đèn, cái chip LED cho chúng ta. Ở đây thì mình đang cầm mẫu cho anh em hai phiên bản. Thứ nhất là trắng cốt vàng, và bên này sẽ là trắng cốt trắng. Đó. Thì anh em thể thấy cái bóng này nó sẽ có cái phần thiết kế nó tương tự như là phần LED của cái chiếc LED Turbo, với thiết kế chip LED dạng 2 tầng kiểu này. Đây là chip LED XHP anh em nhé. Đặc trưng của cái dòng chip LED XHP thì anh em thì thấy là nó sẽ có cái hình cầu lồi thấu kính ở đây. Đó, thì anh em nào đã sử dụng những cái dòng LED mà có chip XHP thì anh em thì biết được cái dòng này mình thấy là cái độ sáng của nó khá là cao, rất là sáng. Và ở đây thì họ sẽ chia ra làm hai tầng LED, một trên và một dưới. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cái sự cải tiện mới này, cái sự cải tiến này cực kỳ là hữu ích đối với lại những cái chiếc xe của chúng ta có cái phần đầu đèn nhỏ. Thì anh em thì thấy là ở cái phần lưới tản nhiệt là người ta đã dập liền ở đây, và ba cánh tản nhiệt, bốn cánh tản nhiệt này nó hướng về bốn bên. Và đặc biệt ở đây là mình sẽ có một cái bóng đèn dành cho xe gym. Thì thường là anh em lắp vào xe gym ấy, những cái chiếc xe gym Việt thì nó sẽ có đời lắp vừa, có đời không lắp vừa anh em nhé. Rồi thì bây giờ là mình sẽ lấy một cái bóng của hãng khác để mình chia sẻ với anh em. Mình đang cầm một cái bóng của hãng khác cũng có cái lưới tản nhiệt hay còn gọi là cái bóng đuôi cong ở đây. Thì ở đây là cái bóng này sẽ dành cho cái chân H4. Thì cái bóng này khi chúng ta mua nó sẽ được tặng kèm một cái đuôi chân M5 hay còn gọi là cái đuôi T19, để dành cho những chiếc xe Dream hay là những chiếc xe Way nhỏ đời cũ.
Thì khi chúng ta lắp những cái đuôi này vào để gắn vào những cái xe đời cũ như thế thì nó sẽ có một cái nhược điểm là cái phần đuôi này khá là dài, và cái phần đuôi cong ở đây nó sẽ chĩa thẳng ra, kể cả khi chúng ta bẻ gấp vào như thế này thì nó vẫn cứ bị cấn ở phía đằng sau này, khiến cho chúng ta lắp vào những cái chiếc xe đầu nhỏ dòng như Dream đời cũ hoặc là Dream Thái nó sẽ hay bị cấn. Xe Way đời đầu nhỏ ấy, thì chúng ta lắp vào vẫn bình thường nhá, nhưng mà đặc biệt là xe Dream ở Việt Nam mình rất trộm xe Dream thì lắp vào nó hay bị cấn ở đây. Nó sẽ cấn vào cái ghi đông hoặc là cái cụm đồng hồ xe của các bạn, nó sẽ gây hở cái phần đầu đèn các bạn cực kỳ là xấu, mất thẩm mỹ. Đó, và bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy là cái phần cải tiến đáng giá của cái nhà sản xuất này. Khi mà họ đưa ra chúng ta một cái bóng cũng là chân M5 hay còn gọi là bóng T19, họ đã xử lý được cái cách là họ sẽ làm cái phần lưới tản nhiệt dạng như thế này. Thì anh em thấy nó sẽ là nhỏ ngọn đúng không ạ? Đó, về đo kích thước thì nó cũng tương đối là dài bằng nhau thôi. Nó không khác nhau về cái phần chiều dài của cái đuôi này. Đó, nhưng nó khác nhau là cái phần lưới ở đây họ sẽ tính toán họ làm nó kiểu khác đi. Nó sẽ xòe ra như này, thì khi chúng ta lắp vào phần đầu chúng ta sẽ cụp nó vào như này, nó ôm lên cái pha đèn, nó sẽ rất là gọn. Còn cái phần lưới ở đây thì khi chúng ta lắp vào nó sẽ chĩa thẳng như này, còn chúng ta bẻ vào, kể cả chúng ta có bẻ vào như thế này thì nó vẫn cứ bị cấn ở cái phần chỗ này, khiến cho cái việc lắp đặt vào cái phần đầu đèn xe của các bạn cực kỳ nó khó. Mình hay lắp cho khách mà mình còn thấy khó, huống chi là anh em không am hiểu về kỹ thuật sửa chữa thì anh em lắp vào cũng là một cái vấn đề cực kỳ là nan giải. Rồi, và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái phần thế mạnh tiếp theo ở trên cái bóng này. Về cái phần thế mạnh tiếp theo ở trên cái bóng này là mình thấy nó khá là ok, vì nó là một cái nâng cấp cực kỳ là đáng giá. Ở đây thì anh em để thấy là cái chất liệu của người ta làm ra một cái bóng này nó sẽ là nhôm nguyên khối anh em nhé. Nó là nhôm nguyên khối, nó là nhôm dạng đặc, và người ta khoét CNC ở đây, sau đó là người ta đặt những cái phần chip led này lên và người ta hàn dây. Đó, cái dây thì nó chạy ra đằng sau này, và cái phần dây này nó sẽ là dây chống cháy anh em nhé, dây chống cháy luôn. Về cảm quan bên ngoài này, khi mà mình nhìn vào mình thấy cái phần dây này khá là chắc. Đó, ở đây nó sẽ có phần ống gen chống cháy DC 600V. Đó, điện xe máy thì nó chỉ có 12V, cùng lắm là đến 24V, mà đây nó lên đến 600V thì không bao giờ sợ cháy. Đó, và cái phần này nó sẽ được gia cố chắc chắn lại bởi hai con ốc bắt ở hai bên này. Thế nên là cái phần chip led này khi anh em đi nó có nóng tản nhiệt lên thì nó vẫn cứ được gia cố chắc trên cái con ốc này, và nó được tản nhiệt thêm một phần nữa là nhờ có cái miếng inox ở ngoài này, thì nó sẽ giúp cái bóng này nó tản nhiệt tốt hơn. Cái hiệu suất của cái bóng led này nó đưa ra triệt để khi mà anh em chạy ở cái quãng đường dài nó không bị nóng quá, dẫn đến là nó hao sút cái chất lượng của ánh sáng này đưa ra. Và cái bóng này thì mình thấy là nó phù hợp cho những cái chiếc xe Dream, xe Way. Thì ở đây nó sẽ có hai phiên bản khác nhau, thì nếu như anh em nào lựa chọn phiên bản nào thì anh em sẽ phải nắm kỹ là trên xe của mình nó đang thuộc cái phiên bản nào. Ở đây nó sẽ là bóng M5 hay còn gọi là T19, thì anh em sẽ nắm chắc cho mình là cái bóng T19 hay bóng M5 thì nó sẽ có ba chấu này để gắn cho những chiếc xe Dream Way đời cũ. Và ở đây là mình đang có một cái bóng dạng chân H4, là nó là bóng phổ thông dành cho tất cả các cái xe đời mới, ví dụ là xe Dream 110, Way 100, Way 110 đời mới, và tất cả các loại xe như là xe Way này, xe Vision này, xe Lead 125 này, hoặc là thậm chí là cả SH. Đó, những cái chân bóng mà dạng kiểu này thì anh em đều lắp vừa. Đó, và những cái bóng dạng tản nhiệt kiểu này thì mình thấy khá là ok, thì anh em đi lâu dài không bao giờ sợ cái hiện tượng là nóng và dẫn đến cháy quạt giống như các cái sản phẩm chạy quạt. Thì cái này thì nếu mà độ giải nhiệt thì nó không thể bằng quạt được, nhưng về cái độ bền lâu dài để mà anh em đi lâu dài hoặc đi trên các cái chặng đường dài ấy, thì cái độ tản nhiệt của cái lưới này nó sẽ là ok hơn là cái loại quạt anh em nhé. Và ở đây thì là một cái phần cải tiến đáng giá nữa mình không thể không nói đến, đó là chính là chiếc hộp driver này. Ở trong cái phần driver này nó sẽ có vỉ men mạch ở trong này, thì bây giờ là mình sẽ khui luôn ra. Thì trước tiên là mình sẽ đi chia sẻ với anh em, đây là cái mẫu G6 led này, giải điện áp nó sẽ là 9 cho đến 36V. Đó, đây là khuyến nghị.
Còn cái hộp ở bên ngoài thì nó sẽ ghi là từ 6 đến 50V, thì tí nữa mình sẽ nói sau. Và cái sản phẩm này là họ sẽ tung ra thị trường vào tháng 6 năm 2020. Bây giờ nó mới là tháng 5 thôi, vì đây là sáng nay là nhà sản xuất họ có đến shop của mình và họ có đưa cho mình hai mẫu này để mình tham khảo. Mình thấy nó hot quá và mình thấy nó cũng xứng đáng với cái tầm tiền cũng như là cái giá trị mang lại, cái hiệu suất ánh sáng của nó đưa ra, thì mình lên luôn video cho anh em coi. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ khui cái hộp này ra và anh em sẽ thấy nó có một cái hay ở cái sản phẩm này, đáng giá hơn những cái sản phẩm khác. Thì anh em chờ mình xíu thì mình khui cái hộp này ra đã nhá. 2000 years later. Thì mình đã tháo được cái phần driver ở cái bóng đèn này ra. Thì anh em thì thấy là cái phần driver này nó cũng chỉ là bằng nhựa thôi. Nó cũng là một cái sản phẩm rẻ tiền thôi, nhưng nói là cái phần này nó sẽ là bằng nhựa. Thì nếu như yêu cầu của mình thì mình muốn là cái này nó sẽ là bằng sắt này, thì nó sẽ giành nhiệt tốt hơn là cái bằng nhựa này. Nhưng mà không sao, bởi vì đây là cái sản phẩm rẻ tiền nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Và cái điều đáng giá của cái sản phẩm này thì bây giờ là mình sẽ đi và chia sẻ. Thì hiện tại ở đây là mình cũng sẽ có một cái bóng đuôi công. Đó, mình sẽ che cái phần bóng này đi. Mình sẽ không dìm hàng cái sản phẩm của bên nào đâu nhá. Mình sẽ che đi và mình sẽ để cái phần driver ở đây. Thì anh em thì biết là cái phần driver của những cái bóng phổ thông hiện nay từ trước đến nay này nó sẽ là dạng như thế này, đúng không ạ? Thì ở đây là nó sẽ có hai bên là hai cái tụ nhỏ này để lọc điện. Và anh em thì thấy là ở đây họ chỉ ghi một cái phần tụ rất là nhỏ, ở đây công suất là 35V 100mi. Đó, thì lý do tại sao mà những cái bóng đèn dạng như thế này mà khi lắp vào những cái xe mà điện máy như xe gym, xe quay ấy, mà chúng ta lắp điện máy mà khi chúng ta nổ máy nó hay bị chớp 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 chớp, nó chớp như cái đèn máy ảnh ấy, mà khi ga to lên nó đứng được ấy, thì nó do cái phần này. Và bây giờ là chúng ta sẽ xem cái phần driver của bên cái bóng LED G6 của chúng ta ở đây. Thì anh em thì thấy là cái phần driver này nó được làm bằng chất liệu đẹp hơn. Đó, nó sẽ là có mạch màu xanh nước biển. Và ở trên driver này nó sẽ có rất nhiều các cái con trở, thậm chí là có cái con ổn áp điện ở đây. Ở bên này thì nó sẽ không có anh em nhé, bên này không có. Và có thì linh kiện của nó cực kỳ là sơ sài và thưa thớt. Ở đây thì anh em thấy là nó chằng chịt luôn. Và ở đây là chúng ta có nhìn thấy một, để mình bẻ cái phần tụ ở đây ra đã. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ có một con tụ là 50V và 1000mi. Khi cái xe của các bạn mà lắp ở điện máy thì cái điện máy thì anh em thì biết là nó sẽ không chuẩn. Đó, và nó sẽ phụ thuộc vào cái vòng tua của máy. Nếu như khi chúng ta ga to điện nó lên khỏe thì cái bóng này nó sẽ đứng im. Còn nếu như chúng ta ga nhỏ mà giảm ga đi chẳng hạn đó, thì nó sẽ bị chập chờn, cái bóng nó chớp 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 chớp. Thì vấn đề giải quyết sẽ nằm ở đây. Thì cái sản phẩm này anh em thì thấy là nó sẽ có con tụ là 50V và 1000mi. 1000mi này cái độ bù điện của nó khá là cao, độ bù điện nó rất là cao. Còn ở đây thì anh em thì thấy là cái sản phẩm này nó chỉ là tụ 35V và 100mi, nên là cái bù điện của nó sẽ khá là thấp. Đó, và cái phần mạch ở đây của chúng ta thì anh em thì thấy đây là mặt sau này, đây là mặt trước. Mặt trước ở đây cũng có linh kiện luôn nhá anh em nhá, cũng đều có linh kiện. Và cái sản phẩm này thì mặt sau sẽ không có linh kiện và mặt trước có linh kiện. Đó, thì cái sản phẩm này mình thấy là cái phần mạch driver ở đây họ sẽ thiết kế có phần là tinh xảo hơn, nó có nhiều linh kiện hơn và cái bộ bù điện của nó sẽ tốt hơn và cái giải điện áp của nó sẽ là cao hơn. Đó, nên nếu như những cái bóng này mà chúng ta lắp vào những cái xe dạng phổ thông mà chạy điện máy, nếu như cái con sạc ở trên xe của các bạn mà nó ổn định thì nó sẽ không bị chết cái bóng này. Còn nếu như con sạc của các bạn mà có vấn đề thì nó sẽ đưa cái giải điện áp lên rất là cao, cao hơn cái mức 35V ở đây họ ghi, thì nó sẽ bị nổ cái phần trở ở đây. Anh em thì thấy là cái con trở này đã bị nổ phòi ở đây không ạ? Đó, thì nó sẽ bị nổ như thế này. Và đối với cái bóng này thì cái con sạc của các bạn nếu như trong tình trạng mà nó hỏng thì cái bóng này nó sẽ không hỏng theo, bởi vì cái giải điện áp nó đưa ra khá là cao, những 50V như này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái phần driver này. Và phần driver này nó không ảnh hưởng thì cái bóng của các bạn vẫn cứ hoạt động được bình thường. Đó là cái giải thích của bên mình. Mình làm kỹ thuật và mình thấy là cái phần driver này nó khá là ok. Mặc dù là nó chỉ là một cái hộp bằng nhựa thôi, bởi vì sao? Sản phẩm giá rẻ mà, thì cái này thì mình phải chấp nhận. Nhưng cái điều mà đáng giá của cái bóng này nó chính là cái phần bóng đèn của chúng ta. Nó sở hữu cho chúng ta hai dãy chip LED ở hai bên này, mỗi một bên là 3 chip LED, hai bên là 6 chip LED.
cho pha lẫn cốt đó. Còn ở những cái bóng bình thường thì nó sẽ chỉ có khoảng 2 chip led ở hai bên thôi. Rồi, và tiếp theo là cái phần driver này là một cái sự cải tiến đáng giá. Đây là một cái sản phẩm mẫu dành cho những cái chiếc xe đời mới bây giờ. Và những cái thiết kế này nó sẽ là áp dụng cho những cái dòng chip LED của năm 2020. Và bây giờ là mình sẽ đi test ánh sáng thực tế ngay tại đây. Và bây giờ là mình sẽ cho cái bóng vào trong cái pha này. Thì giới thiệu anh em, đây là chiếc pha Dream. Thì bây giờ là chúng ta sẽ kết nối cái bóng này cực kỳ là đơn giản. Thì trước khi vào kết nối thì mình sẽ test thực tế ở bên ngoài để cho anh em coi xem là cái độ sáng của nó sẽ như thế nào. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng một cái bình acquy của xe máy thải ra. Đó, cái bình cũ anh em nhé. Bình này ở xe máy thải ra. Và mình sẽ test thực tế ánh sáng của nó xem là sẽ là như thế nào. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế tại đây. Và đây là sẽ là ánh sáng của phần tóc cốt. Và đây sẽ là ánh sáng của phần tóc pha đó. Thì anh em thấy là phần tóc pha ánh sáng cực kỳ là mạnh. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em coi ánh sáng thực tế. Đó, sáng, rất là sáng. Về cái phần chip LED XHP này thì anh em thì biết là cái dòng chip LED XHP này nó là thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của dòng Cream. Thì anh em thì biết là cái dòng sản phẩm này là được khẳng định trên thị trường và là một sản phẩm dòng tên tuổi, được áp dụng trên cái bóng G6 của chúng ta ở đây. Mặc dù là cái bóng rẻ tiền nhưng nó được áp dụng đến 6 cái phần chip LED ở đây. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho vào cái pha này để anh em test ánh sáng thực tế tại đây nhé. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em luôn cái cách gắn của cái bóng LED này vào cái pha. Thì anh em để biết là cái bóng này nó sẽ được tặng kèm cho chúng ta một cái phần lò xo ở đây. Thì chúng ta sẽ thả vào trong cái bóng như thế này. Ở trên cái phần đuôi của cái chiếc xe Dream này thì chúng ta sẽ cho vào và chúng ta sẽ đặt nó đúng vào cái khớp ba cái ngoàm ở trên cái bóng này và chúng ta gắn lại như thế này là xong. Và khi chúng ta lắp lên xe thì chúng ta sẽ bẻ những cái phần lưới tản nhiệt ở đằng sau này ra như thế này, thì khi chúng ta lắp lên xe thì nó sẽ không bị cấn vào cái phần ghi đông cũng như là cái phần đồng hồ ở phía đằng sau này. Và cái bóng của chúng ta nó sẽ như thế này. Thì anh em sẽ để ý cho mình là cái phần chip LED của cái bóng này nó sẽ làm theo cái dạng kiểu thế hệ mới bây giờ, là nó sẽ có hai phần chip cốt ở phía bên trên và phần chip pha ở phía bên dưới anh em nhé. Nó sẽ là như thế này khi chúng ta nhìn từ đằng trước vào. Và cái bóng khi nhìn từ đằng trước vào, nhìn tổng quan như thế này mình thấy khá là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy cái phần chip LED màu vàng khá là đẹp cộng với lại cái bóng màu hồng, nhìn khá là nam tính. Rồi thì bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế. Mình soi ở đây, hiện tại đang là ban ngày và bây giờ là đang là 1:20. Và bây giờ là mình sẽ test ánh sáng thực tế. Đây là ánh sáng pha anh em nhé, ánh sáng pha. Và đây là sẽ là ánh sáng cốt. Đó, thì anh em thì thấy là cái độ gom cực kỳ là cao. Pha này, cốt, pha, cốt. Đó, anh em thì thấy là chế độ pha cốt của cái này nó cực kỳ là rõ ràng. Khi anh em để ở chế độ cốt thì nó sẽ trúc phần bên dưới sang rộng hai bên để nó quan sát đường tốt hơn. Và khi anh em bật pha thì nó sẽ có thêm một cái phần chip nữa để nó sáng lên, để nó sẽ tăng cường cái độ cao của ánh sáng và nó sẽ là giải sang hai bên. Thì hiện tại mình đang để cái đèn nó bị chéo nên là ánh sáng nó hắt lên mặt tường, nó nhìn khá là buồn cười. Và bây giờ là mình sẽ điều chỉnh lại. Đó, nhìn như này nó sẽ cân ánh sáng hơn đúng không ạ? Không có anh em lại bảo là sao cái đèn này nó đưa ra ánh sáng xấu thế. Nếu như mình nghiêng sang bên này này, đó, thì bên trái hiện giờ nó sẽ rất là dài. Và mình nghiêng ra bên phải thì cái râu của phần ánh sáng phía bên phải khá là xấu. Rồi thì mình sẽ để nó thẳng ra. Đó, thì anh em thấy là mình để thẳng ra thì cái phần ánh sáng nó đã đều hơn rồi đúng không ạ? Đó, và cái phần ánh sáng cực kỳ là mạnh. Cái giải ánh sáng ở phần trung tâm, cái giải ánh sáng ở phần trung tâm nó sẽ chính là cái phần này. Anh em thấy là nó cực kỳ là sáng. Và bây giờ là mình sẽ để ở chế độ cốt cho anh em coi. Đó, thì anh em thấy cái phần sáng ở phần trung tâm của cái đèn của chúng ta khi mà nó rọi xuống mặt đường nó rất là sáng. Nó sáng tụ ở giữa và ở hai bên nó sẽ có cái quầng mờ mờ sang hai bên này để chúng ta sẽ dễ quan sát nhiều hơn khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Và cái ánh sáng này cực kỳ là cao, cực kỳ là gắt. Đây sẽ là phần ánh sáng thực tế khi mà chúng ta nhìn trong pha. Bởi vì khi chúng ta nhìn trong pha như này, ánh sáng thực tế ở ngoài mắt thường chúng ta nhìn vào cực kỳ là chói đó. Còn khi chúng ta nhìn ở trên máy quay này thì nó sẽ được giảm ánh sáng xuống.
Và bây giờ là mình sẽ cho anh em coi ánh sáng của phần thực tế xem là nó sẽ là như thế nào. Việc lấy ánh sáng thực tế khi mà đó thì anh em thì thấy là cực kỳ là chói mắt, chúng ta sẽ không nhìn rõ ở trong. Và bây giờ là mình sẽ giảm ánh sáng xuống để cho anh em dễ nhìn ở phần bên trong này. Đó, anh em thì thấy phần chip led ở trong này. Và ở cuối video này thì mình xin phép mình chia sẻ với anh em về cái cách sử dụng cái bóng này. Cái bóng này nó sẽ có sự tùy biến cao đối với lại các cái dòng khác, nó sẽ không có cái sự tùy biến như này. Thì ở đây là mình sẽ có hai cái, một cái dành cho xe gym, một cái là dành cho xe way. Đó thì anh em thì để ý cho mình. Thì ở đây là nó sẽ có cốt trắng và pha vàng. Và nếu như anh em nào mà đi ở thành phố, chúng ta thích ánh sáng phần cốt nó mạnh thì chúng ta sẽ để cái phần ánh sáng, cái phần chip trắng này ở đây nó quay lên. Thì đây anh em thì căn cứ theo ba cái chân này. Cái chân này sẽ là lên trên thì nó sẽ là tóc cốt nó ở trên. Phần tóc cốt nó ở trên này thì nó sẽ có hai phần chip led ánh sáng màu trắng. Đó thì chúng ta sẽ đi thành phố, hoặc anh em muốn cho cái phần cốt của mình nó màu vàng thì anh em chỉ cần tháo cho mình cái con ốc này và anh em xoay cái đuôi nó lại. Và bây giờ là mình sẽ thao tác luôn này. Và anh em tháo con ốc này ra, anh em cần xoay lại cái đuôi này. Đó thì bây giờ là anh em sẽ nhìn thấy cái phần tóc chip led màu vàng này nó nằm ở trên, đúng không ạ? Nằm ở trên như thế này nó sẽ là cốt, và hiện giờ nó sẽ là pha trắng cốt vàng. Còn nếu như anh em thích pha vàng cốt trắng thì anh em sẽ xoay lại một vòng như thế này cho mình. Đó, xoay lại một vòng như thế này cho mình thì bây giờ nó sẽ là cốt trắng và pha vàng. Đó, cái bóng này tùy biến rất là cao. Và tương tự như thế thì đối với cái bóng này nó cũng sẽ là tương tự như thế. Chúng ta thích phần pha mạnh hơn, cốt tối hơn, hoặc là pha tối hơn, cốt mạnh hơn thì chúng ta có thể tùy biến theo cái phần đuôi ở đây. Chúng ta chỉ cần đảo ngược lại như thế, vậy là xong. Và vừa rồi thì mình đã show toàn bộ sản phẩm và ruột gan của cái bóng này cho anh em coi. Đó thì nếu như anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo cái số điện thoại mình sẽ để góc màn hình, hoặc là anh em kéo xuống cái phần mô tả bên dưới thì mình sẽ để link sản phẩm này ở trên Lazada, trên Shopee, trên Sen Đỏ. Và sắp tới là mình sẽ mở thêm một kênh shop nữa ở trên Tiki. Đó thì anh em có nhu cầu để liên hệ trực tiếp với mình, hoặc là anh em đặt hàng ở trên Lazada hay trên Shopee. Thì hiện tại bên mình đang có chương trình khuyến mại shop mới, nên là chúng mình sẽ có nhiều chương trình khuyến mại. Đặc biệt là chương trình đang có áp dụng giảm giá từ 10 cho đến 50k. Và nếu như anh em thanh toán ở trên ví điện tử Momo hay là SendPay thì sẽ được chiết khấu những 20k nữa. Và anh em sẽ được free ship. Chương trình áp dụng từ hôm nay là ngày 13 cho đến hết 30 tháng 5 2020 này. Và chương trình của mình áp dụng trước khi mình làm video này, mình đã bắt đầu áp dụng cái chương trình này rồi. Anh em nhanh tay đặt hàng thì bên mình sẽ có những cái chương trình ưu đãi đặc biệt đối với anh em nhân dịp sản phẩm mới này, cũng như là nhân dịp cái shop mới mình vừa mới mở thêm một vài shop nữa ở trên các cái trang thương mại điện tử uy tín. Và anh em nên đặt hàng trên các cái trang thương mại điện tử uy tín như thế thì các cái chương trình giảm giá hay các cái deal chớp nhoáng thì anh em sẽ có lợi hơn, và anh em sẽ được đảm bảo những cái tiêu chí tốt nhất là chất lượng sản phẩm, cũng như là cái chế độ bảo hành, cũng như là những cái gì liên quan đến khách hàng. Và shop sẽ phải có trách nhiệm đối với khách hàng qua những cái trang thương mại điện tử uy tín đó. Và khuyến cáo anh em không nên mua trực tiếp tại các cái shop bán hàng rời ở ngoài. Thì từ trước đến nay thì anh em luôn luôn yêu thích kênh của mình vì mình làm review những cái sản phẩm như thế này cực kỳ là bình dân và dân dã. Thì anh em rất hay điện đến cho mình trực tiếp theo cái số điện thoại mình để ở góc màn hình và đặt hàng ở bên mình. Thì nó sẽ có nhiều anh em sẽ có cái phần thắc mắc là sau khi anh em mua những cái sản phẩm như thế chẳng may nó có vấn đề gì thì liệu cái mà sản phẩm đó có được bảo hành hay không hay như thế nào. Thì từ trước đến nay bên mình có cái chế độ bảo hành cực kỳ là tốt, nên anh em không phải lo cái vấn đề là sau bán hàng chế độ bảo hành hay là hậu mãi gì vân vân. Nếu như anh em nào mà hay mua online trên các trang mạng điện tử như Shopee hay Lazada hay là Sen Đỏ ấy, thì anh em thì biết là về cái phần hậu mãi sau khi bán hàng và chế độ bảo hành thì người ta sẽ ghi hết ở đó. Và những cái trang thương mại điện tử đó họ sẽ đứng ra bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
Đó, thì mình khuyến cáo anh em nên mua ở trên những cái trang thương mại điện tử đó, vẫn là từ shop mình bán ra cho anh em, cũng vẫn là những cái sản phẩm này bên mình ship cho anh em, nhưng nó chỉ khác là cái nhà vận chuyển nó sẽ đứng ra là vận chuyển trung chuyển từ mình đến anh em đó. Vâng, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.